Trung xin chào quý cô bác anh chị nhé, và mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Trung. Hiện tại là Trung đang lên trên nhà anh Vàng thợ xây. Buổi sáng ngày hôm nay Trung lên đây để chúc Tết gia đình nhà anh Vàng. Ngày hôm nay ngày mùng 2 Tết, lời đầu tiên cho Trung xin được gửi lời chúc đến cả nhà mình một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Em chào anh Vàng nhá. Em chào chị nhá. Năm mới em chúc sức khỏe anh Vàng nhá. Ô, anh Sự. Em chào anh Sự nhá. Ui, cổ buông như thế anh Sự. Hôm 29 bị tai nạn. À, ngày hôm 29 vừa rồi bị tai nạn đấy à? Bị ngã, em đi xong lại xe bị chết máy xong lại lùi xong rồi bị ngã. Vâng. Đấy, ngày hôm đấy em thấy anh Phiang quay video lên mà. À thế à? Ừ. Bây giờ đỡ nhiều chưa anh? Vừa đi nẹt cổ mà là ở đằng sau này cái xương sống bị nẻ. À, xương sống bị nẻ à? Mẻ gì? Bị mẻ. Ui dồi. Bị mẻ vỡ xương này. Ừ. Bây giờ vẫn cử động mọi thứ như thế nào? Nhẹ thôi. Cần đồng nặng là đau lắm. Ừ. Anh bị ngã ở đoạn nào anh Sự? Ở trên đằng trước bác quẩy. À, đằng trước nhà bác quẩy đấy à? Vâng. Chỗ đoạn cua đấy ấy. Là đoạn cua mà dốc nữa chứ? Cua gấp gấp kia. Ừ. Ừ. Lấy số xong là xe chết máy xong là đổ mà. Ừ. Anh Vàng vừa đi đâu ăn Tết về đấy anh? Đi sang bên nhà anh Lùng về mà. Sang bên nhà anh Lùng à? Em nhìn thấy mặt hơi đỏ đỏ ấy. Chào buổi sáng rồi, Tết thì không trả là không được. Đúng rồi. Chúng ăn. Ừ, kệ. Ở trên này có trò chơi nào không anh Vàng? Ngày hôm qua hình như là ném còn này là cái gì kia? À, đánh quay à? Ở trên này có nhiều nơi vẫn ném còn với lại đánh cù ấy nhỉ? Đánh cù ấy. Ừ. Căn bản là ở bên Lũng Cáng này là chỉ có sân hội trường thôn thôi. Đúng rồi. Ừ. Cái là lán rồi, lên rồi. Ừ. Phải sân đất. Đúng rồi. Sân đất thì chơi cù mới được. Này, rượu ong. Anh có rượu khác không, anh Vàng? Có mà. Có rượu trắng không? Có. Em uống rượu trắng ấy. Uống rượu ong này, chút nữa là em bị dị ứng ngay. Dị ứng rồi. Em không uống được rượu ong. Vừa rồi em uống ở bên nhà anh trai ấy, lúc đầu uống 2 ly xong tầm khoảng 2 tiếng sau là bị dị ứng luôn mà. Rượu ong ấy. Dị ứng à? Thế là ít nữa là còn đi xuống viện nữa chứ đúng không? Anh Sự hay là mình chỉ có là bị xong là nó bó vào như này là xong thôi. Ra Tết quá muốn nằm viện nhưng mà ra Tết quá không nằm được. Ừ, thế ít nữa là anh phải đi kiểm tra đấy. Qua Tết đi đi kiểm tra lại đấy. Toàn là bây giờ giáp Tết quá họ nộp lệ phí rất nhiều. Ừ. Cả anh Sự anh vừa đi nhà anh Lùng về đấy à? Vâng. Ừ. Thế anh đi bộ á? Đi bộ thôi. Ui dồi ôi. Không dám đi xe nữa. Mặc thêm áo vào anh ơi. Trời lạnh quá anh mặc như này. Chúng như thế này cũng là may rồi anh ạ. May lắm rồi. Sở gáy cổ. Đấy. Làm dốc quá. Ở chỗ quá kia dốc quá. Xong là đổ phát xuống là. Ừ. Mừng tuổi cho cháu gái này nào. Này. Mừng tuổi nào. Ê dồi, cần cho tiền hả? Ngoan nhá. Ừ. Chú à. Xinh gái Nhật Bản. Mới có ngày nào nhỉ? Bây giờ lớn như này rồi nhanh lắm. Ừ. Thế lâu lâu ấy. Ít nữa là cho đi gửi trẻ đi rồi nhỉ chị nhỉ? Người trẻ đỡ hơn. 3 tuổi là đi nhà trẻ. Ừ. Lúc đấy là anh chị muốn làm gì cũng được. Không bây giờ là phải có một người ở nhà trông trẻ con hả? Ừ. Đi gửi trẻ là thoải mái rồi. Nhà anh Vàng này in nữa chát nữa là lắp cửa nữa là đẹp rồi nhà anh Vàng nhỉ? Cửa đang làm chưa được chưa lắp. Vẫn chưa lắp cửa. À? À. Đây có của ai đấy? Con nhà Báo nhanh nhẹ. Ồ, thế anh Báo đâu? Nó vẫn đây sang nhà anh Lùng chưa về. Ờ, đây con về trước à?
Không, con không đi, con ở đây. Ờ. À. Con lại ở đây à? Tao nhanh nhẹn à. Về đây nào, chúc mừng tuổi nào. Đây, về đây. Nhanh. Này. Này. Đây, đây, đây. Chắc là ngại chú à? Ôi, còn bộ báo. Này. Đấy. Xin, không xin ạ. Đây, xin chưa? Ừ, cháu xin chú nhá. Ừ, phải ngoan thế chứ. Hai đứa này chắc đi học hết rồi nhỉ? Anh Vàng nhỉ? Ừ. Ừ. Mới có ngày nào chở vật liệu lên Lũng Cáng thì đấy các cháu còn rất nhỏ, còn bé tí khi đấy kiểu anh Táo hay dẫn đi ấy, trộn bê tông các thứ ấy ở hội trường ấy, bây giờ lớn như này rồi nhanh quá thời gian. Lớn nhanh mà, trẻ con lớn nhanh. Thế là anh Vàng này năm nay có lên ngoại ăn Tết không? Không ạ, con bé quá. Còn bé quá, với lại lên trên kia đường cũng xa nhỉ. Trước anh em mình đi lên trên đấy xong là về xong còn khóc nhiều xong là không cho đi. Cho thằng cò nhà em hôm qua chỉ cần đi hai ba nhà xung quanh thôi. Thế tối hôm qua là khóc cả đêm và bị ấy đây, bị ho ngay. Đấy, trẻ con kiểu không thích nghi được. Đầy tháng rồi nhỉ? Tháng. Chưa chị ạ, quá Tết đi mấy đầy tháng sau, gần Tết quá. À. À. Em có em bé rồi. Vâng, ui anh Sư. Có tin vui đấy nhỉ. Được một tháng 10 ngày rồi, ngày hôm nay 10 ngày rồi. Em phép anh ăn anh mình chào buổi sáng đi nhỉ. Ôi chào buổi sáng à, tùy anh thôi, như nào cũng được, hoặc là ăn bánh kẹo anh cũng được mà. Em chúc sức khỏe anh nhá, chúc gia đình anh luôn gặp thật nhiều may mắn này. Đấy, năm mới làm được nhiều hơn năm cũ. Năm vừa rồi xây được 3-4 cái nhà thì năm nay xây được 3-40 cái nhà nhá. Vâng, cảm ơn. Vâng, chị ơi em chúc sức khỏe chị chút nhá. Vâng, em chúc sức khỏe chị nhá. Anh Sự. À ờ thôi, anh Sự là thôi nhá, anh Sự nhá. Em chúc sức khỏe anh nhá. Rồi, anh cảm ơn nhá. Bị bệnh kiểu này không uống rượu nữa. Rượu đau lắm. Đúng rồi, thôi không uống rượu nữa anh Sự ạ. Tóm lại là mình đi làm hoặc là đi xe cộ mọi thứ là thôi không uống rượu nữa. Xong với lại anh bây giờ bị như này thôi. Em giật mình mà lên đây thấy anh băng bó như này khiếp quá. Được 2-3 hôm rồi. Hôm nay mùng 2 thì 3 hôm rồi. Ngày hôm anh đi xuống dưới nhà em kia xem cái chỗ đằng sau nhà em kia thì ngày hôm kia anh bị luôn à? Ngày hôm 27 anh xuống nhỉ? Đấy, ngày hôm 29 bị. Lúc kia là anh đang lao xuống hay là đang đi lên? Đang đi trên kia xuống. Đang đi lên dốc mà. Đang đi lên dốc à? Vâng. Nhưng xuống dốc lên thì còn mạnh hơn đấy. Lên dốc là xong là sang số rồi. Mẹ xương như này nứt này là đau lắm ấy anh ạ. Đau lắm, không chịu được đâu. Buổi tối ngủ ấy. Lúc là hai hôm trước ấy. Ấy nghịch thế nhỉ. Thật nhiều người nghịch á. Hai hôm trước anh để vứt trời. Nghịch giống bố. Anh Vàng. Trẻ con vào mấy hôm nay chỗ nào cũng vậy, thoải mái ăn bánh kẹo, còn chán rồi đấy. Chán thì thôi. Hai hôm trước là còn ngủ phải đỡ đấy. Anh á? Dậy phải đỡ đấy. Bởi vì đau quá, mình chưa có cái nẹt đấy. Thế đâu? Vợ con bây giờ ở trên nhà anh? Con vợ con nhà ở trên nhà. Qua Tết đi, tiếp tục đi kiểm tra lại. Nếu mà có gì nằm ở dưới kia điều trị một thời gian. Anh Sư ạ? Vâng. Còn công việc thì mình làm lúc nào cũng được thôi. Bây giờ cổ ấy là với lại chân tay là cái quan trọng nhất đấy. Quan trọng nhất. Không mai lại nghẹo cổ không được. Quay đi quay lại không được thật chứ. Đi, đau lắm. Cứng cổ luôn. Quay được. Chị này lấy bánh kẹo cho nó này, nhiều bánh kẹo mà. Ăn kẹo đi. Đấy, có giày mới nhá. Xin gái thế nhỉ. Giày một đôi 100. 100 nghìn một đôi. Bốc có ăn được đâu mà bốc hả?
Nhanh nhờ, nhờ ngày hôm nay mùng 2 rồi. Vâng, hôm nay. Ngày mai mùng 3. Đúng mà. Mẹ tê nhà anh Quả đi đâu hết, không thấy ai ở nhà nhỉ? Đi nhà anh Tòa ở bên trên kia. Vâng. À. Ừ. Chút nữa lên trên nhà anh Tòa chút. Đấy, anh Ga. Thế mời đi. Ừ, nhá. Chúc sức khỏe nhá. Vâng. Có sức khỏe là có tất cả rồi. Vâng. Quà Tết đi lại anh em tính tiếp. Vâng. Anh chuẩn bị xây tiếp một ngôi nhà đấy. Vâng. Ngôi nhà của em Quỳnh ấy. Vâng. Nhá. Vâng. Ừ. Anh Sự nếu đi làm được thì đi làm cùng luôn. Vâng, ok. Ừ. Nhưng mà cứ phải đi kiểm tra trước đã. Kiểm tra xem là khỏi nữa. Ừ. Còn ở dưới nhà em có công trình nào thì em gọi cho, hoặc là em chở vật liệu ấy. Thấy công trình nào em giới thiệu cho bên anh. Bên anh khác tự đi nhận với khác tự làm thôi. Ừ. Ngày hôm nay ở dưới chỗ em cũng rất là vui ấy, đang tổ chức đá bóng. Xóm trung tâm là thôn Hòa Bắc đấy là đông nhất đấy. Đang tổ chức đá bóng. Đá bóng này, đẩy gậy này, đá bóng nam, cả đá bóng nữ này. Đấy. Mai à? Ngày hôm nay rồi. Cả ngày mai, cả ngày kia, 3 ngày. Đá vòng loại. Cả đá bóng nam, đá bóng nữ hết mà. Ừ. Mai xuống đấy chơi rồi. Đi xem. Có cả nữ à? Có cả nữ chứ. Chiều nay anh đi xuống xem hay đấy. Bây giờ đang đá vòng loại rồi. Mọi năm mình ném còn nhưng mà năm nay cũng ném còn rồi. Năm nay chỉ đá bóng thôi. Với lại năm nay cũng không tổ chức kéo co. Dân tộc người Mông mình là đến ngày hôm nào là bắt đầu đi làm anh vào. Chắc mùng 6 mùng 7 mới. Mùng 6 mùng 7 mới đi làm. Lúc mấy vợ Trần đi làm. Vợ của anh Trần á? Vợ Trần hai vợ chồng mới qua mà. Qua đây chắc đi chơi thôi. Vâng, cầm cả giống ngô đi cùng. Cầm giống ngô đi rồi. À, lúc nãy có xe máy đi qua đây hai vợ chồng kia đấy là anh Trần à? À, thế chắc là vào trong lúng ngày 17 à? Ôi giời. Hôm nay mùng 2 đã đi làm nhỉ? Khai xuân sớm thế. Đi nhà rồi, ôi trời ơi. Rồi mà. Lại còn thích ăn hướng dương cơ à. Thấy ăn chưa? Cả vỏ này. Ăn cả vỏ cắn, à? Cắn gân đến luôn, cắn gân đến luôn. Răng tốt đấy. Nó biết bỏ vỏ ra kìa, khiếp chưa? Xinh gái này. Răng nó sắt lắm. Mong cho nó không chịu ăn đấy. Làm sát nhỉ, làm cái vỏ đến luôn. Năm 2019 là em bắt đầu chở vật liệu lên đây là khi đấy là anh chị là đi xây nhà cho anh Thắng nhỉ? 2019-2020. Vâng. Đấy, khi đấy là đang bắt đầu là 2020 là cuối 2020 mới có đứa này nhỉ? Vâng, đấy, thế chẳng mấy 2023 đã lớn như này. Nhanh quá. Trẻ con nó lớn nhanh mà. Người già mình thì già nhanh, trẻ con vẫn lớn nhanh. Đấy. Mình là thêm một tuổi nữa rồi đấy. Mong rằng 2023 này, một năm mới này, gặp thật nhiều may mắn cho toàn thể mọi người. Đấy. Năm nay là thời tiết là rất là đẹp. Đúng rồi. Đẹp đấy. Mọi năm là trời rất là nắng và nóng. Đấy, và trời mưa, năm nay thì trời hơi se lạnh. Với lại là trời khô. Thoải mái mọi người đi chơi chúc Tết với lại đi chơi các trò chơi được. Thoải mái rồi. Kẹo không ăn. Chỉ có ăn hạt hướng dương. Quà Tết đi lên sau, nhà anh vào nhà, lên nhà ngoại. Anh Sự bây giờ chỉ nhìn về được trước mặt như này thôi à? Không quay được một tí nào à? Quay cả người thôi. Quay phải quay cả người à? Vâng. Quay kiểu, quay đầu thì đau lắm. Đang bị xương kiểu là đau lắm. Quay cả người thôi. Ngày hôm qua sáng thì anh... báo hói với lại anh Sùng không biết đếm tiền gọi em lên ăn Tết này. Mà ngày hôm qua thì em lại bận vì em có thắp hương tứ ở nhà ấy, em không lên được. Còn anh ăn Tết kia bị kia đau quá anh cũng gọi là chúng thông cảm rồi. Mấy hôm nay thật sự luôn không phải bày vẽ gì anh Vàng ạ. Mình cứ ngồi như này
chúc nhau ly rượu là được rồi. Bởi vì là bày ra ấy thì cũng không ăn được cái gì đâu mà. Em qua nhà em ấy, thịt gà rồi thịt lợn mọi thứ ra ấy, có ai ăn gì đâu, vẫn nguyên vẹn luôn. Đấy, mọi người vào chơi nhà rất là đông chúc Tết đấy, nhưng mà không ăn gì cả. Đấy, toàn mời nhau ly rượu thôi. Ê, anh Vang. Ừ. Chị. Chị uống một chút đi. Anh Sự thì thôi rồi. Ừ. Hẹn anh Sự 3-4 tháng nữa. Phổ này hơi lâu đấy. Lâu đấy. Cái nền này phải điều đến 2 tháng. Ừ. Kể cả khỏi cũng phải điều đến đúng thời gian. Thế là nhà của anh Sùng là ngày hôm qua ăn Tết hả chị? Ngày hôm qua ăn à? Cảm biết bây giờ có ở nhà không? Sáng nay có mà, sáng nay bảo mổ con lợn bé không bảo anh chị. À, sáng nay bảo mổ con lợn đấy à? À. Con lợn bé làm thủ tục ấy, xong hôm kia cũng mời anh chị bảo anh chị lên, nhưng mà sáng nay anh chị. À thế chút nữa à, thì lên nhà của anh Sung không biết đếm tiền một chút. Đấy, anh Sung đến mời rất là nhiều à. Không lên được. Tránh thủ hôm nay lên lúc cáng này là lên vài nhà ở xung quanh đây. Để chúc Tết. Ừ. Xong rồi chút nữa quay về thì được. Nếu mà được thì lên nhà Pay Hầu một chút, với lại nhà của anh Lùng, nhà cháu Lộc này, được. Nhà của chú Báo ấy. Chú Báo, anh Báo kia hôm nay đi đâu vậy? Đi đâu? Nhà anh Lò Báo đấy á. Sùng Báo. Sùng Báo à, hay là Lò Báo? Sùng Báo thì chẳng biết có ở nhà. Nhà. Thế Sùng Báo chẳng ở nhà thôi. Nhìn cái răng nó, cái kẹo nó nhai từ mồm, nó nhai nát hết rồi trong mồm luôn. Này ăn cắm vỏ. Ô răng sắc nhở. Ờ nhai cái vỏ nát hết rồi. Khi nào nó ăn hết kẹo thì thôi. Ăn cả vỏ ấy. Nên cái cửa này là ít nữa là thợ lên lắp luôn cho mình hay là như nào anh Vàng? Vâng, thợ lên lắp luôn mà. À. Nhà anh Vàng lắp cửa nữa là quá đẹp, phải chát vào nữa là khỏi phải nghĩ rồi. Làm cửa hơi nhiều tiền. Làm cửa này là mất bao tiền rồi vừa rồi này. Em chở cho anh mấy chuyến gỗ đây. Cái này tính mét vuông, một mét vuông 700 mình bỏ gỗ. Mét vuông 700. Mình bỏ gỗ. Cửa gỗ thì đẹp. Vâng. Nhưng mà đắt. Còn kiến đó. Anh có phải đi làm được gỗ đâu đúng không? Anh mua cả gỗ hết mà. Đó, anh mua hết cho nên đắt phần cửa. Nhà anh Vàng này là nếu mà mùa hè thì rất là mát. Ở bên dưới nhà này mát lắm. Mùa đông thì vẫn hơi lạnh. Mùa đông thì nhà nào cũng thế thôi. Lạnh mà, nhất là nhà sàn lạnh lắm. Đẹp, đẹp hơn mà lạnh. Tính thức về nhà mặc áo vào nha anh Sự nhá. Vâng. Em khiếp quá anh. Em ba cái áo vẫn thấy lạnh mà anh. Mỗi một cái áo cọc tay này. Chỗ nào cũng đau ấy, xong là mặt đỡ vướng ấy. À. Đau quá, mặt vướng cái kiểu nó vướng chỗ đầu ấy. Về đây nào, về đây. Nhanh. Em bữa. Nhà em lừ đi đâu hết anh Vàng? Lừ đi sang nhà anh Lùng đó. À, bây giờ đây, trên nhà anh Lùng à? Vâng. Hôm nay mấy anh em sang bên đấy chơi. Anh Lùng cũng gọi em mà. Nói thật sự luôn là ngày Tết thì rất là bận. Đấy, lên lúc nào thì lên thôi. Đấy, không hẹn trước được. Đúng rồi. Đấy. Em Lừ là vừa rồi đang đi làm ở bên Thủy Điện về nhỉ? Anh Đúng rồi, đi làm bên bãi. Mấy anh em. Ai cũng được nhà mới hết đấy. Lừ còn được khá làm Nhưng mà vẫn được hỗ trợ thêm. Hỗ trợ Sơn. Của anh Báo Nhanh Nhẹn đấy cũng được hỗ trợ thêm. Được. Em biết hết mà. Cô Nhung. Chú Lừ đâu, cô Nhung. Lại muốn đòi mẹ đi chơi rồi. Thích ngồi xe mày á? Ngồi xe đi chơi cho mát à? Nó thích. Trẻ con mà anh. Trẻ con thích chiều lên xe.
Chút nữa là còn đi nhà nào nữa không anh vào? Đi chắc lên nhà Tọa. À, lên nhà Tọa. Thành con rẻ nhà nó hay gọi mình đi. À, nhà anh Tọa ở trên hội trường đi. Vâng. Đúng rồi. Ừ. Đi anh. Vâng. Thôi, uống nốt ly này nhá. Vâng. Ừ. Anh cũng đi vào nhà Tọa. Ừ. Đấy. Hay là anh em mình bây giờ lên nhà anh Tọa nhỉ? Vâng. Ừ. Tọa đang làm. Ừ. Một con lợn để làm phong tục đấy. Ừ. Nha, chúc sức khỏe anh nhá. Rồi. Cảm ơn mình. Em à, chúc sức khỏe anh Sự nhá. Cố gắng nhá anh Sự nhá. Ừ. Bây giờ anh em mình lên trên nhà của anh Tỏa chút. Đi chơi đấy, xinh gái. À, em chúc sức khỏe chị chút nhá. À, nhá. Chúc sức khỏe chị nhá. Ừ. À, cù đây à. Đấy. Ngày hôm qua anh vàng có gì đánh cù đây à? Còn vẫn đi mà. Đấy. Gỗ này bằng gỗ nghiến ấy nhỉ, anh bà nhỉ? Gỗ sừng trâu. Gỗ sừng trâu á? Ui, gỗ sừng trâu này chắc lắm ấy. Chắc lắm ấy. Vừa nặng vừa chắc. Nghiến thì không nên nữa. Ừ. Sừng trâu với cần trai. Bạch chưa? Đấy. Trời củ ấy. Ừ. À, nhà anh Vàng là ngày hôm qua làm phóng tục rồi à, anh Vàng? Làm từ hôm 30 rồi. À, làm từ hôm 30 rồi à? À. Tục của người Mông ấy. Đây là thầy bàn thờ đấy đúng không? Được, ừ. Đấy, ở chỗ này mà ít nữa là anh Vàng là hàn một lớp nữa ở trên này là chắc rồi anh Vàng ạ. À, một cây nữa này. Đấy. Cái dây điện bé quá xong là không hành điện ấy. Ừ. Muốn đi thay dây điện. Ừ. Chưa thay được. Ừ. Thay dây điện mới đủ máy hàn. Ừ. À, máy hàn này dây điện bé quá. Dây yếu quá. Dây này yếu quá. Kéo 1000 mét mà. Ôi, 1000 mét cơ à? Hả? Ui, kéo xa thế. Đấy. Đấy, chỗ này nhìn xuống chả khiếp à. Chỗ này anh không rào cái lan can vào lúc con của anh con bé kia em nhìn khiếp quá. Rất là nguy hiểm. Phải ra vào gấp. Làm như này tạm trước cũng được rồi. Ít nữa là mình hàn vào sóng được mà. Ừ. Ừ. Bây giờ lên trên nhà của anh Tỏa nha. Đi thôi. Úi dồi, lại thích ăn mì à. Hoành tráng nhờ. Đấy. Đấy đấy đấy, chạy rồi. Đi, đó. Để nó khóc luôn. Đi bộ lên à, đi xe máy lên. Đi xe máy lên à. Chào em xá nhá. Thôi, năm mới nhá. À, anh chúc sức khỏe em. Đấy, cùng với lại gia đình, một năm mới, có một sức khỏe. Đấy. Ủa sao đấy anh? Tết đến nơi bị ngã rồi. Ừ. Không được chơi Tết rồi. Kiểu đấy mệt rồi. Được em sáng vừa đi đâu về đây? Em đi chơi ạ. Vừa đi chơi về à? À. Hoành tráng nhờ. Ôi, xe này. Ngày hôm nay ngày mai xuống anh chơi với nhá. Vâng. Con đi đâu em? Lên trên kia nhờ. Ờ. Đưa con lên trên đấy rồi. Đấy, hai vợ chồng em lừ này. Em chào em nhá. Ừ, em. Ừ. Rồi, chúc sức khỏe em nhá. Sức khỏe nhá. Rồi, năm mới nhá. Số em chơi. Ừ. À, anh vừa ở nhà anh Vàng ra mà. À, thế ừ. Số em chơi lúc rồi đi lên. Ừ. Đang chuẩn bị lên nhà anh Tỏa đây. Chuẩn bị lên nhà Tỏa. Ừ. Tỏa cũng bảo là em lên sang bên đấy chơi nhá. Ừ. Lên trên đây đã, tí nữa quay xuống. Đưa vợ con đi xuống nhà. Ừ, xong rồi lên nhá. Vâng nhá, ừ. Em lên nhá. Ừ. Đi nhà anh Sự nhà. Vâng, đi. Có xế được em không? Nói đùa chút thôi. Anh ngồi nhá. Vâng. Ừ. Chúng cùng với lại à, anh Sự đây trên à, nhà của anh Tỏa. Tại là chúng mà đến nhà của anh Tỏa. Anh Tỏa áo cá rất là rộng.
Ờ, xin chào em. À, đây xe của trưởng thôn anh Quả ở đây. Đấy, ở trên bản thì nhà nào cũng tìm được rất là nhiều củi. Đấy, xin con đây rồi. Anh chúc sức khỏe em nhá. Ừ, nằm hơi nhá. Ừ. Ui giời ơi. Mẹ đang rửa mặt cho đấy à. Em chào anh Toàn nhá. Rồi, năm mới nhá. Em chúc sức khỏe anh nhá. Và em chúc sức khỏe chị nhá. Đây con của ai đây? Đây á, ừ. Con chị. Con của chị á? À? Con trai cả đấy à? Ui dồi. Tiếp nhờ. Chẳng mấy lại lấy vợ đấy. Quá nhanh. Ừ. Anh vừa mổ lợn xong đi à? Mổ xong rồi, xong rồi luộc rồi. Chờ tí là làm phong tục xong là ngồi ăn. Ờ, làm phong tục nữa à? Đây đang làm gì đấy? Đang dán mớ đấy à? Hôm nay là ngày mùng 2 là ở trên bản người dân tộc Mông mình là nhà nào cũng làm phong tục hả anh? Mình có lợn nái thì nhà nào cũng làm. À, có lợn nái thì nhà nào cũng làm. Làm thế lợn mới lớn. À, làm như vậy thì lợn mới lớn à? Thả nào hôm nay thì nhà của anh Sùng cũng biết đem tiền đấy, cũng mổ lợn để làm cái lễ đây. Đấy, thì nhà anh bây giờ cũng vậy. Thế em mới lấy là làm lạ. Đấy, em cũng không biết phong tục của người dân tộc Mông mình mấy. Nhiều khổ lắm. Ừ. Có khổ không làm thế đâu. Anh Sùng đang làm gì đấy? Đi luộc à, luộc à? Đấy. Củ cải đấy đúng không? Củ cải này là mình trồng hay là mình đi mua? Mua này. À. Tức là cũng là củ cải ta mà. Ừ. Nên đi luộc. Nên đi luộc. Ừ. Đấy. Đây là món không thể thiếu trên bà rồi. Món mẻ mén này. Món truyền thống mà. Chào. Ở trên bản là vào những cái năm trước đây ấy, nhà nào ở trên bản là người Mông ấy cũng có chảo này, chảo to này để vào những cái ngày lễ, ngày hội này. Đấy, nhất là vào những cái ngày đám cưới ấy, ấy thì dùng để xào thức ăn rồi để nấu nướng mọi thứ ấy. Một đàn lợn con đẹp chưa? Nhà anh Tỏa nuôi được rất là nhiều lợn. Mọi người đang đi chơi Tết này. Anh Vàng đi đâu anh Vàng ơi? À, lên nhà anh lò báo á? Má báo à? Nhiều báo quá. Ừ. Trên núi cao rất là nhiều báo. Thế chút nữa lại quay xuống à? Chút nữa lại quay xuống à? À. Ừ.
Đang làm phong tục đây à anh Tòa? Mai đi xong. À. Phong tục mà. À có một cái cuốc với một con dao à? Nhà của anh Tỏa được rất là nhiều thóc nhỉ. Đấy, anh Tỏa vừa mới mổ lợn xong, đang làm lễ ở trên bản. Hôm nay Trung mới thấy rằng là một cái phong tục của người Mông, ngày mùng 2 nhà nào có lợn nái là phải mổ để làm lễ. Mong rằng là một năm có thể là chăn nuôi phát triển và nuôi được nhiều lợn hơn. Em Lưu cũng đang lên đến đây. Thế làm cái lễ này là giờ chưa mới làm hay như nào? Không, tí nữa làm luôn mà. Tí nữa làm à? Bởi vì là mấy anh em thì ai cũng làm thì làm từng nhà một đi. À, làm từng nhà. Vâng. À, bây giờ đang làm ở thì bên anh em kia rồi. Tập trung đi làm nhà này xong đi sang nhà khác. Ừ. Bởi vì là anh em mà, anh em mà cùng họ thì... Thế làm cái lễ này là ý là làm có lâu không? Hay là... Nhanh mà. Nhanh à? Nó khoảng 30 phút đó. Làm tầm 30 phút. Ừ, thế thôi. 20 phút xong rồi. Mà lúc làm lễ đấy là em nghe nói là cũng phải là kiêng cái gì đó à? Ý là phải đóng cửa hết là không được nói tiếng ngoài tiếng khác phổ thông à, đúng không? Nói tiếng nguyên tiếng Mông rồi. Nói nguyên tiếng Mông thôi. Vâng. À, đấy, chuyển. Em cũng nghe qua này bác Phù ấy. Ừ. Thế chút nữa là em quay xuống nhà anh nhá. Vâng. Ừ. Bây giờ em lên trên nhà của Báo Hói này với lại nhà của anh Sùng một chút. Anh Sự lên nhà bây giờ chưa hay là anh ở đây? Tí anh lên, tí nữa anh lên xong rồi lên nhà anh cơ. Ừ, rồi, ok. Nhá. Anh chuẩn bị làm thì anh gọi nhá. Rồi rồi, nhất trí, ok anh. Anh cứ làm đế đi. Chút nữa em quay xuống thì em vào nhà anh nhá. Ok. Đấy, hai vợ chồng vào cũng lên trên kia rồi. Anh Sự cơ ở đây nhá, anh Sự ơi. Giờ thì chúng sẽ lên trên nhà của anh Táo Hói và nhà của anh Sung cũng Tấm Tiền, nhà của anh Điếc ở trên đồi thông, nhà của anh Trần thì hai vợ chồng đi khai xuân ngày mùng 2 thôi, đi làm thôi.